Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
OK anh em, hôm nay Hùng đến giao lưu cổ bộ Từ Liêm, câu lạc bộ nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm. Đó chính là sân mà Vũ Thiết tập luyện. Và hôm nay thì Hùng với Vũ Thiết sẽ kết hợp với nhau đánh các trận đấu của buổi giao lưu ngày hôm nay. Mỗi set là 20.000 một người, đánh kèo 20.000, thắng thì cầm về. Bình luận viên số đông chưa được rút gì cả, 100.000 mới được rút vàng. Có à? Một tháng chú được mấy triệu? Mấy triệu rồi, thế là rất là em chết trong tiếng Anh tự viết. Ờ đấy, con Hồng em tự để đăng ký kênh nhé. Hello 23 phải to làm gì đấy? Làm chơi. Chơi cái gì? Thầy phim á? Thế thầy bắt tập nhiều không? Thầy bắt tập nhiều không? Đang hay ý. Chúng ta chả thấy bắt nhiều hơn người tập. Cháu đánh không qua cơ. Ở trước mặt này, mình nhảy lên này. Đấy, mình cũng được cắm được nhưng mà làm được rồi nhưng mà từ lúc làm được, từ lúc ăn này mới làm được. Nói tiếng Anh như gói chưa? Bài cơ bản thôi. Đúng rồi. Học nhiều lắm chứ. Cháu thì bảo là có ít video này ít thì xem cái video này. Anh pin bài biết độ làm blue không? Hay là không? Mẹ chậm chứ. Lên đi. Tớ vừa đi qua mà.
Em chẳng chưa nói đúng chuyện nào mà. Go!
ra này trước để đi.